Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 19 tháng 5, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi Bắc và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, thì phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông rải rác, tập trung vào chiều tối. Cụ thể tại miền Bắc trời ít mây, nắng mạnh nhưng cường độ nắng thì bớt gắt hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ so với 2 ngày qua. Tại hai vùng tâm nóng của Bắc Bộ là Hòa Bình và Hà Nội, nhiệt độ giảm còn 37 cho tới 38 độ. Trời vẫn còn nóng gắt nhưng không còn là mức nhiệt đặc biệt gay gắt. Các nơi khác của miền Bắc, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ, trời nắng nóng diện rộng. Trong khi miền Bắc có xu hướng giảm nhiệt nhẹ thì tại Trung Bộ tiếp tục là một ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi có tới 12 tỉnh thành có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Tây còn đạt mức đặc biệt gay gắt. Chỉ duy nhất Ninh Thuận và Bình Thuận là hai tỉnh không xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng 33 đến 34 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Trong khi đó, dưới tác động của gió mùa Tây Nam trong chiều và tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ lại có mưa rông trở lại. Diện mưa rông tại Tây Nguyên ở mức rải rác, còn Nam Bộ là diện mưa nhiều nơi. Người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Trên biển ở khu vực Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 4 và không có mưa dông. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đến đây bản tin thời tiết sáng 19 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.